nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tập trung ngăn chặn, đẩy lùi và sớm kiểm soát dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt, toàn tỉnh đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương yêu cầu. Phong trào thi đua phải thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm để các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và mọi người dân chấp hành nghiêm, thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch. Phân công và xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan, giữa các cơ quan chuyên môn, giữa cấp ủy chính quyền, phát huy vai trò của mặt trận các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nghề nghiệp với chính quyền cơ sở trong phát động phong trào thi đua. Phong trào thi đua phải được triển khai rộng khắp trong nhân dân và các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đến các ấp, khu phố, tổ dân phố để cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia. Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay, tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh, Quỹ Cứu trợ thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ tiếp nhận nhiều hàng hóa, thiết bị y tế chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 do 3 đơn vị là Hội Nữ Doanh nhân Bình Dương, Mobifone tỉnh Bình Dương, Đoàn Thiện nguyện Hội Thánh Phúc Âm Toàn vẹn Việt Nam và Nhóm Thiện nguyện Miền Tỉnh Thức trao tặng. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận các loại hàng hóa, vật tư, thiết bị y tế mà các đơn vị trao tặng như sữa, mì tôm, gạo, bánh, khẩu trang N95, máy thở, quần áo bảo hộ chống dịch. Theo đó, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã hỗ trợ có tổng giá trị gần 400 triệu đồng, Mobifone tỉnh Bình Dương 100 triệu đồng, Đoàn Thiện nguyện Hội Thánh Phúc Âm Toàn vẹn Việt Nam 318 triệu đồng, Nhóm Thiện nguyện Miền Tỉnh Thức trao tặng 557 triệu 900 ngàn đồng. Cũng tại buổi lễ tiếp nhận, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã bày tỏ lời cảm ơn và trao bằng tri ân các đơn vị tổ chức đã ủng hộ tỉnh Bình Dương phòng chống dịch. Ngay sau khi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo quỹ cứu trợ vận chuyển kịp thời hàng hóa, thiết bị y tế đến các địa điểm như khu phong tỏa, khu cách ly, bệnh viện dã chiến, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 theo kế hoạch đã định. Được biết, tính đến nay, Quỹ Cứu trợ thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận khối lượng hàng hóa, thiết bị y tế chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh là gần 555 tỷ đồng, trong đó bao gồm 260 tỷ đồng tiền mặt. Số còn lại là khối lượng hàng hóa có tổng giá trị trên 295 tỷ đồng. Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Bầu Bàng tổ chức lễ xuất quân đội hình cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên thanh niên tham gia chống dịch COVID-19 đợt 2 tại thành phố Thuận An. Tại lễ xuất quân đội hình, lãnh đạo huyện đã biểu dương tinh thần tình nguyện của 69 cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên thanh niên tham gia chống dịch COVID-19 tại thành phố Thuận An. Đồng thời mong muốn các lực lượng tham gia thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch của ngành y tế, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên thanh niên đã được tập huấn các nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, Bình Dương đang áp dụng thần tốc trong xét nghiệm diện rộng, điều tra dịch tễ, khóa chặt, kiểm soát người ra vào những vùng xanh, phân tầng điều trị theo mô hình tháp 3 tầng, dùng chiến lược vừa phân tán vừa tập trung, lấy xã phường làm pháo đài, người dân là trung tâm, là chủ thể để phòng chống dịch. Với hơn 60% số bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện, số ca mắc giảm từng ngày, tỉnh Bình Dương được đánh giá là đang điều trị đúng hướng với mô hình tháp 3 tầng. Đó là thực hiện phân tầng theo mô hình 3 cấp để giảm tải cho các cơ sở điều trị tuyến tỉnh, đồng thời điều phối F0 giữa 3 tầng. Tỷ lệ tử vong của chúng ta giữ được đến ngày hôm nay không phải là do tầng 3 của chúng tôi đâu. Hoàn toàn giữ được là do chiến lược của tỉnh, điều trị sớm, xử lý sớm và đặc biệt là cho thuốc đúng theo phác đồ của Bộ Y tế, là như vậy thì tỷ lệ tử vong chúng ta sẽ được giữ, không bị cái tình trạng quá tải. Hiện nay toàn bộ tỉnh chúng ta thở máy có tổng cộng là có khoảng 50 ca thở máy thôi. Trên tổng số hiện nay bác bệnh nhân đang điều trị của chúng ta là hơn 20.000 bệnh nhân đang điều trị. Nghĩa là cái tỷ lệ mà chúng ta ở tầng 3 là rất thấp. Bên cạnh đó, cách tiếp nhận thông tin về người bệnh từ nhiều nguồn như điện thoại của người dân, tổng đài viên, tổ trưởng dân phố, công an khu vực đã giúp phát hiện F0 sớm.
để tiến hành thu dung, phân loại điều trị, góp phần giảm được số ca tử vong. Theo chỉ đạo, việc thực hiện chiến lược vừa phân tán vừa tập trung, lấy xã phường làm pháo đài, người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng chống dịch, đã cho thấy hiệu quả khi đưa dịch vụ y tế tới gần người dân hơn, nhanh hơn, thân thiện hơn. Việc điều trị F0 tầng 1 đó, thì tỉnh thực hiện cái kiên trì và cố gắng để làm sao các F0 được đưa đến cái cơ sở điều trị như thế này. Đó là việc xây dựng các bệnh viện chuyên chiến. Trường hợp khi mà rất là khó khăn thì tỉnh mới tổ chức cái cách ly F0 tại nhà. Thì tại các cái bệnh viện chuyên chiến đó, thì tỉnh đó là tập trung đó là huy động cái nguồn lực y tế mà có được trên địa bàn của toàn tỉnh làm sao điều phối nó phù hợp nhất. Bên cạnh cái sự hỗ trợ của Bộ Y tế và các tỉnh bạn để chúng ta đưa các cái lực lượng y bác sĩ vào đây. Rồi đồng thời thì tỉnh cũng chỉ đạo để chúng ta có chính sách để hỗ trợ cho cái lực lượng F0 mà hết bệnh đó, tình nguyện ở lại phục vụ tại các cái khu tầng 1 này để cùng với y bác sĩ để thực hiện cái công tác điều trị và giảm áp lực cái điều trị cho đội ngũ bác sĩ. Thì qua đó thì chúng tôi tin rằng là cái việc điều trị F0 tại tầng 1 có hiệu quả. Và chúng tôi cũng quan điểm rằng ở tầng 1, tầng 2 chúng ta điều trị hiệu quả ngay từ ban đầu thì cái số bệnh nhân xuất viện rất là cao. Bình Dương đang thần tốc trong công tác xét nghiệm diện rộng, phát hiện F0 để đưa đi thu dung điều trị. Đồng thời những nơi nào đã xét nghiệm sàng lọc phải khóa chặt, kiểm soát người ra vào nhằm thiết lập và bảo vệ vững chắc vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ để sớm trở lại trạng thái bình thường mới vào ngày 15 tháng 9 là quyết tâm của tỉnh trong cuộc chiến chống COVID-19. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đến thời điểm này, thì thành phố Thủ Dầu Một có hơn 90% cư dân trong độ tuổi từ 18 cho đến 65 được tiêm mũi 1. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để địa phương quyết định việc chuyển về trạng thái bình thường mới trong vài ngày tới. Sau khi đạt được 90% số người được tiêm, hiện nay thành phố Thủ Dầu Một đang cử các đội tiêm lưu động triển khai tiêm cho các khu vực phong tỏa y tế tạm thời, phấn đấu có 100% cư dân được tiêm vaccine mũi 1. Là một người dân mà khi mà được các cái tổ chức đoàn thể kêu đi chích vaccine ngừa COVID-19 thì chúng tôi rất là phấn khởi. Chúng tôi suy nghĩ rằng vaccine nào chích trước cũng là loại tốt, mà chúng tôi cũng có suy nghĩ vaccine nào thì cũng đã được y tế thế giới người ta đã có kiểm định, do đó là mới được như vậy là phát hành và lưu hành. Do đó chúng tôi cũng rất yên tâm và tin tưởng vào những các cái mũi thuốc mà mình đã chích. Kết quả tiêm vaccine của Phường Cường thì tính đến thời điểm này thì đối tượng từ 18 đến 60 tuổi và trên 65 tuổi thì được tiêm qua từ nhiều địa điểm tiêm khác nhau. Đến thời điểm này thì tỷ lệ tiêm của phường Phú Cường cũng rất là cao, thì khoảng trên 95%. Và hiện nay thì phường cũng đang thành lập cái đội tiêm lưu động để xuống các khu vực phong tỏa, các khu vực công nhân chưa có điều kiện đi tiêm thì phường sẽ tiêm, để phấn đấu làm sao thì tất cả mọi người dân trên địa bàn phường Phú Cường đều được tiêm chủng hết. Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực chung của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các cấp trong việc tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác tiêm vaccine. Cùng với đó là công tác tổ chức tiêm chủng được các phường thực hiện khoa học hợp lý, bảo đảm an toàn phòng dịch. Các địa phương còn huy động tốt nguồn nhân lực y tế công lập, ngoài công lập, cán bộ nhân viên y tế đã nghỉ hưu tham gia công tác tiêm phòng cũng như thành lập các đội tiêm lưu động để thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay thì cái số lượng tiêm vaccine của địa phương thì đã tiêm được cũng gần 18.000 người dân mũi 1. So với tổng dân số và so với dân số mà trên 18 tuổi đối với địa phương thì đạt khoảng là trên 76% dân số. Thì dự kiến là trong ngày nay cũng như là những ngày tiếp theo thì địa phương cũng tiếp tục thực hiện cái ba cái điểm tiêm để cố gắng tiêm một cách nhanh nhất, thực hiện theo chủ trương là vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất cho người dân. Đến giờ này thì địa phương chúng tôi đã triển khai 4 cái đợt tiêm vaccine. Thì sau khi mà nhận được cái chỉ tiêu phân bổ của thành phố thì chúng tôi đã triển khai cho đến khu phố về các cái đối tượng tiêm vaccine. Thì nhìn chung thì ý thức của người dân nâng lên rất là cao trong việc mà tham gia tiêm vaccine. Phấn đấu hoàn thành chiến dịch tiêm chủng để đạt miễn dịch cộng đồng là một trong những biện pháp để thành phố Thủ Dầu Một thực hiện kế hoạch trở lại trạng thái bình thường mới.